Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 27 tháng 8. Thì hôm nay em sẽ xuất ra mấy cái key nhá. Mấy hôm nay, 3-4 hôm nay là em cũng không lên hàng gì em bán rồi. Đấy, thì cũng rất nhiều anh em điện cho em hỏi không thấy lên có hàng gì bán. Thôi hôm nay có mấy cái key nó ra dễ thì em lại vặt em bán cho các bác. Đấy, key rất là lực, rất là khỏe rồi. Thì đây trước mắt đây các bác, đây là hai cái chậu nhá. Hai cái chậu này là hai cái con đài sen tím ấy. Đài sen tím đấy. Thì đợt trước là cũng có làm game rồi, cũng có một số key nó ra dễ thì gần như là em cứ đăng lên đâu thì nó hết lên đấy, vì cũng không có nhiều key thì cũng có nhưng mà nó phải chờ nó ra dễ đấy. Đây như các bác nhìn cái con này, đây một cái chậu này đấy, nó đang rồi, cái chậu này của em nó cũng bị sên, may quá em xử lý được đấy, nó đang ra, bắt đầu nó đang đẻ lối rồi các bác đấy. Bạn nhìn các cái mầm gốc nó đang bắt đầu nó đang đẻ lối lên rất là mạnh này. Đấy, không cần kích đâu. Đấy, bên trong kia nó cũng đang ra này. Nó đang ra mầm gốc. Đấy, như cái thân này của em này, cái thân này nó đang đạt tầm khoảng trên 1m2 rồi các bác nhá. Trên 1m2, đây là dòng của núi chúa. Núi chúa Ninh Thuận. Rất là dài. Nó đã vượt cái móc rồi các bác nhá. Cái móc này nó là trên 1m. Đấy, nó đã vượt móc rồi. Và ngọn vẫn đang đi rất là mạnh. Ngọn đang đi rất là mạnh các bác nhá. Cái ngọn này trên 1m2 rồi. Rất là dài. Đấy. Còn cái ngọn này thì nó đạt tầm khoảng tầm 1m. Con này được tầm khoảng tầm 80 cm, 70-80 cm. Đấy, em cho các bác xem cái mặt hoa của nó nhé. Con đài chân tím này, hoa nó lở tại vườn nhé, lở tại vườn. Và cái bông này cũng là do em đặt tên. Đây các bác, đây là cái khuôn này là nó hôm nó mới bắt đầu nó hé nhá các bác nhá. Mới bắt đầu hé đấy, chung chím. Đây là hôm nó lở ngày thứ hai các bác. Các bác nhìn nó. Đây là một khuôn lưỡi tím cực kỳ là đẳng cấp. Lưỡi tím rất là đậm, đẹp. Và cái bộ cánh của nó gần như nó là siêu bầu các bác. Bộ cánh siêu bầu. Và cái màu cánh nó vẩn lên một cái màu tím cà rất là đẹp. Hoa sổ tại vườn, cực kỳ yên tâm. Đây là lở ngày thứ 7 nhá. Cái bông này đặc biệt là nó bay 24 giờ. Bay 24 giờ, nó bay cả ngày luôn. Khuôn rất là đẹp các bác. Đấy. Các bác nhìn em nó bay rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy thì đợt nó lở cái hoa là nó chính ở đấy các bác nhá. Đấy khuôn hoa của nó đây. Hoa sổ tại vườn, bông bay rất là đẹp. Khuôn rất là đẳng cấp. Nói thật sự là những cái bông bệt lằng nhằng ấy mà em thật em đặt bên cạnh nó thì không ăn được nó đâu. Bông nó rất là nổi trội. Khuôn rất là đẹp. Khuôn núi chúa. Thì đây cái đợt cái cành hoa đây, nó lở trên cái chỗ này các bác nhá. Đấy, vẫn còn các cái cuống hoa đây các bác. Đấy. Trên cái phần đầu này. Đấy, thì hôm nay có mấy cái key như này em sẽ xuất ra nhá. Thì có 5 cái thôi, 5 cái đó em nhìn nó ra dễ khỏe rồi. Thì thời điểm này đây dễ rất là khỏe đẹp rồi. Ra hàng chùm dễ rồi. Đấy, thời điểm này là về các bác là ghép vào phát là nó ăn vào giá thể là nó sẽ tiếp tục nó lao nhá. Đấy. Thì cái key này gọi là em cứ gọi là key số 1 đi nhá. Key số 1 là key cái key này là key cũng rất là lực này, nhưng mà là key nó ngắn nhất này. Em đo trực tiếp thước cho bác xem. Cái key số 1 này nó rơi tầm khoảng tầm độ khoảng nói chung là khoảng tầm độ trên 7 cm các bác nhá. Khoảng 7 cm đến hơn 7 cm đấy. Thì cái key số 1 này em sẽ xuất ra với giá là 2900k nhá. 2900k cho key số 1 này nhá. Đấy, key số 1 đây. Khoảng tầm 7 cm hoặc hơn 7 cm nhá các bác nhá. Đấy, khoảng 7,5 cm đấy. Là 2900k cho key số 1 này. Cái key số 2 này ở trên nó này, key này thì nó mập hơn các bác nhá. Đây.
Đấy, kỳ nó mập hơn. Thứ nhất là nó được mấy kỳ rất là khỏe vì nó được mẹ nuôi nhá. Nó được mẹ nuôi, mà thứ hai là cái trên này em trồng ở chỗ này ăn nắng rất là mạnh, cho cây kỳ nó rất là khỏe, nó săn chắc này. Đấy, các bạn nhìn kỳ số 2. Kỳ số 2 nó dài tầm khoảng, đây con này dài tầm khoảng tầm 10 cm các bác nhá. Đấy, em mới đo từ đây này, đo ở đây, nói chung là nó được khoảng 10 cm. 10 cm đấy, hơn 10 cm rồi. Và mập lắm. Thì cái kỳ số 2 này em sẽ bán với cái giá là 3.200k. 3.200k cho kỳ số 2 nhá. Các bác nhớ cho em kỳ số 1 này khoảng 7 cm này là 2.900 này. Kỳ số 2 này nó mập hơn này và dài hơn này khoảng 10 cm này. Và kỳ này là 3.200.000 cho kỳ số 2. Đấy. Em sang cái kỳ số 3. Kỳ số 3 thì nó lại ở cái chậu bên này các bác nhá, ở chậu bên này. Đấy, các bác nhìn kỳ nó cũng giống hệt nhau này, thân lá này. Kỳ số 3 thì kỳ số 3 đây. Kỳ số 3 là kỳ bên dưới này. Kỳ số 3 này nó rơi tầm khoảng 8 cm các bác. Khoảng 8 cm nhá. 8 cm rưỡi này. Thì cái kỳ số 3 này là em bán giá là 3.000. Nhá, 3.000 cho kỳ số 3. Đấy, kỳ số 4 này, kỳ số 4 này cũng khá là dài này. Kỳ số 4 này là dài 11 cm. 11 cm các bác nhá. 11 cm cho kỳ số 4 này. Đấy các bác nhìn dễ ra rất là khỏe này. Thì cái kỳ này là em bán là 3.000, tôi cũng bán 3.200 nhá. 3.200k bằng cái kỳ số 2 đấy. Đấy. Thưa em đánh thứ tự lại cho nó dễ nhớ nhá. Kỳ số 1 này là trên 7 cm này là 2.900 này, 2.900 nhá. Đấy, còn cái kỳ số 2 này đi, kỳ số 2 là cái kỳ này là khoảng tầm trên 8 cm. Đấy thì là 3.000. Nhá, 3.000. Còn cái kỳ số 3 này, số 3 và số 4 này thì là đồng giá này. Số 3 và số 4 là đồng giá là 3.200 này nhá. Đấy, và cuối cùng nó có một cái con lẻ loài ở đây này các bác. Con này là con to khỏe nhất này. Con này cũng em đang định để làm kỳ giống này. Con này gốc rất là to này. Đấy. Con này nó phải rơi tầm 12 cm các bác nhá, nó còn cong cong này. Đấy, nó khoảng tầm 12 cm. Đấy, 12 cm mà rất là lực. Thì con này là giá là 3.000. Con này rất là to, đế gốc rất là to này. Con này em bán là 3.400 nhá. 3.400k cho cái em này. Đấy. Đấy, hôm nay có 5 em này thôi. Đấy, dễ rất là khỏe rồi nhá. Đấy. Hai chậu lúi chúa rất là đẹp. Đấy, một lần nữa các bác xem lại cái mặt hoa của em nó nhá. Các bác là có 5 kỳ thôi, các bác nhanh tay sưu tầm thì alo cho em. Đấy. Cánh siêu bầu bông bay 24 giờ rất là đẹp. Đấy. Đây là bông lúc hé ngày thứ 2 nhá. Rồi ok, em xin cảm ơn tất cả các bác. Thì bác nào sưu tầm nhanh tay alo giúp em. Em xin chào các bác ạ.